Chào mừng các bạn đến với Cytron Technology. Trong video ngắn này, chúng ta sẽ cài đặt Raspberry Pi OS lên Raspberry Pi Zero 2W và chúng ta cũng sẽ cấu hình Wi-Fi và bật SSH để có thể kết nối tới Raspberry Pi từ mạng Wi-Fi. Đầu tiên, các bạn cần cài đặt phần mềm Raspberry Pi Imager từ trang chủ của raspberrypi.com. Sau khi tải về và cài đặt xong, hãy vào Start menu và tìm kiếm từ khóa Raspberry Pi để mở ứng dụng. Và như thường lệ, chúng ta sẽ chọn hệ điều hành. Và sau đó thì chúng ta sẽ chọn ổ USB. Đây chính là thẻ nhớ MakerDisk 32GB. Và sau khi chọn xong, chúng ta sẽ nhấn Ctrl, Shift và X trên bàn phím. Và ở đây thì chúng ta sẽ nhấn vào Enable SSH. Khi bật SSH thì chúng ta cần phải nhập một mật khẩu cho user Pi, chứ không thể dùng mật khẩu mặc định nữa. Mình sẽ nhập thử là Cytron123. Và như các bạn thấy thì ở đây hostname của chúng ta đang là raspberrypi.local nha. Rồi, tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ cấu hình Wi-Fi. SSID chính là tên Wi-Fi của bạn. Thì trong trường hợp này nó là cytrontech.vn và mật khẩu của mình là cytron123. Các bạn đừng quên chỉnh sửa mã quốc gia của Wi-Fi sao cho đúng. Thông thường nó sẽ là US hoặc là Việt Nam. Của mình là US cho nên mình sẽ nhập là US. Và sau đó thì mình có sẽ nhấn nút Save để lưu lại. Cấu hình xong, chúng ta sẽ nhấn Write và nhấn Yes. Lúc này phần mềm sẽ định dạng thẻ nhớ cũng như tải phần mềm từ trang chủ, và sau khi tải xong thì nó sẽ tự động viết lên thẻ nhớ cho chúng ta. Quá trình này sẽ mất 5, 10 hoặc 15 phút tùy theo tốc độ Internet của bạn. Nếu bạn nhìn thấy thông báo này, hệ điều hành đã được cài đặt thành công lên thẻ nhớ. Và lúc này các bạn có thể tháo thẻ nhớ ra để lắp lên Raspberry Pi Zero 2W. Chúng ta chỉ cần đợi khoảng 20 đến 30 giây để Raspberry Pi Zero 2W khởi động. Sau đó chúng ta có thể mở cửa sổ Command Prompt và ping tới Raspberry Pi. Ping Raspberry Pi. Và chúng ta đã nhận được phản hồi từ Raspberry Pi. Và bây giờ mình sẽ tạo kết nối SSH bằng chính Command Prompt, hay còn gọi là CMD. Rồi mình sẽ nhập là SSH Pi A cộng Raspberry Pi và nhấn Enter, nhấn Yes để chấp nhận. Và mình sẽ nhập mật khẩu. Vậy là chúng ta đã kết nối SSH thành công tới Raspberry Pi Zero 2W thông qua Wi-Fi. Và để chắc thì chúng ta sẽ chạy lệnh sudo cat prompt cpu info, và đây chính là Raspberry Pi Zero 2W revision 1.0. Và như thường lệ, các bạn có thể chạy sudo apt update và apt upgrade để cập nhật Raspberry Pi, hoặc các bạn có thể làm theo những bài hướng dẫn cài đặt những ứng dụng dòng lệnh, ví dụ như là PiHole hoặc là Edgar Home hoặc là những ứng dụng khác. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Văn, xin chào và hẹn gặp lại.